cả nhà ơi. Bây giờ mình làm dừa này là mình nhân miếng ít nha. Đó là mình làm nhân miếng ít và đập nước. Xíu luôn. Mình nhân miếng ít. Đặt không siêu đẳng này. Lục nghề. Lục nghề cả nhà ơi. Đâu ô nè, như la ghe. Rồi trẻ ra. Da tầm bức là da trời thiên nè. Nó nhảm luôn. Nào hết đi ha, đập nữa ha. Ba trái dư rồi mẹ ơi, đâu ai ăn nhiều chứ. Đâu có nhân mà tao làm nhân mà. Đâu hay mình nấu xào đậu nè, đậu phộng. Hai thứ. Rồi bắt đầu mình nấu. Giỏ quá. Rồi, bắt đầu mình nấu nghe cả nhà. Thấy xài vừa gắm vỏ rồi nè. Vừa gắm vỏ, ăn nó ngon. Mà vừa khô được làm nó nhám, ăn nó ngon. Là vừa bánh tẻ, là vừa nó không cứng quá mà nó cũng không có mềm quá. Ồ, ồ, bên này mắm đỏ ngon quá ha. Ồ, mắm của mình nè, thấy không, đặc biệt không, mắm quá ngon ha. Này là mắm cá sặc. Mắm cá sặc, cá chốt mình đặng, cá lóc mình đặng. Cái này là bằng nào này là của người chị bạn tặng cho. Còn bằng nào ngoại cho giờ nó quá lâu rồi, nạo hết hết tất kìa, nạo dưới nó bóng cái phần nạo luôn rồi, nó quá lử rồi. Đỏ lên đầu luôn. Ở cái nhà bữa nay mình xào nhân nè. Bây giờ mình xào nhân lại đặng hay là mình gói. Cái này vừa gắm vỏ mình nè nghe. À khi mình làm đó là đường mình ướp vô nha. Mình ướp vô rồi cho nó ra đường rồi bắt đầu cái vừa gắm vỏ mình để vô nè. À giờ mình làm nhưng bánh ít là đường mình ướp vô trong dừa, dừa gắm vỏ thì cho cái đường của nó ra à, nó ra đường rồi nha. Cái bắt đầu là giờ mình sên nè, mình sên cho nó khô rồi bắt đầu mình đưa đậu vô đây, dành cho đậu vô nha cả nhà. Đúng rồi nè, đậu nấu chín nhỏ trộn vô lửa quá rồi đang ngồi. Trên này nó gít rồi nè, gít là nó ngon rồi đó, cho nó kẹo lên gì nè, lửa vô vô, nè mình sơn này thì đường nó ra này nó thấm vô nhân rồi đây, nhân ngon rồi đó, bây giờ tới giờ là mình dắt xuống nè. Khi mình làm á, nếu mà theo cái ý thích người nha, là một cái lô dừa là nửa cái lô đường á, mà khi dừa mình làm ra rồi nó to thì mình bầm cho nó nhuyễn lại rồi á, mình trộn đường vô rồi tới chừng đường nó ra á, đường nó ra rồi mình lên mình sên sên rồi cho đường nó ra nó kéo chỉ ngang rồi mình mới bỏ mà
vô nha, để chất đậu vô nó ngon. Giờ nó ra đó, thấy không, nó kẹo rồi nè, giờ xên hết nổi luôn nè. Mình xên gì nè nó mới ngon nha, xên cho nó kẹo vậy nè. Chấm lửa, lửa ghiêu xuống kẹo rồi đó cả nhà, đó ngon lắm nè cả nhà. Rồi ăn thua mình á, mình thử nha, nếu mình thử nó vừa ăn ha, hoặc là thì mình thêm chút xíu muối, nếu vừa ăn thì thôi. Rồi mình nhắc xuống, rồi mình để đồ phộng qua ni vô nha. Đó, giờ nhắc xuống. Mình có bánh ít nha, dầm xé lá mình lau rồi nha cả nhà. À, nhưng mình làm gòi rồi đó, bây giờ quay lại là mình xé lá, mình lau rồi mình gói. À, còn mình làm là cái mình áo ngoài á, tùy theo cái thích của mình nha. Mình thích để ăn lâu thì mình mua là khoai lang trắng á, rồi mình nấu chín, mình bỏ sinh tố sấy rồi mình nhồi vô bột. Còn không á, thì mình xay gạo á, mình xay gạo rồi bột nếp mình đó, bột gạo nếp đó nha, cái thấy gạo mình nha. Rồi cái mình đầu á, là mình mua bột chợ đó mình trộn vô á, tùy ý thích mình. Rồi mình muốn làm mà bánh ít sợ thì phai môn, cải gót đó là mình làm trộn trong bột, là làm bánh sợ. Rồi còn nếu mà mình muốn làm cái kiểu mà bánh trong thấy mặt thì ngâm khóm, khóm mình ngâm thì nếp đó mình ngâm, mình ngâm rồi cái mình tẻ, mình ngâm trước 3-4 ngày nha cả nhà, ngâm mình tẻ, ngâm tẻ hoài vậy đó, là ngâm muối rồi ngâm khóm đó, vô mình tẻ thì trong vòng 5 ngày xay bột gói là mình không có trộn gì hết, tất cả nó trong như mất mèo vậy đó. Những cái mà làm nước găng bột ấy mình đó, bột qua mà bột nấu chè, bột khoai đó, làm nước găng cái đó cũng ngon, mà làm lâu nha cả nhà, làm cái đó là lâu nha, chết cũng 3-4 ngày nha. Còn này giờ mình làm bánh nước mình trắng, mình làm bánh thường, không làm bánh nước găng. Giờ tiếng xào mày làm bánh găng đúng không? Làm nước găng. Mày làm hai lẩu nha. Ừ. Rồi cái này mình nó muốn làm màu thì mình để lá cẩm vô hoặc lá dứa nha cả nhà. Hay là muốn mình trắng thì cứ để tự nhiên là mình trắng. Nhà ơi, bây giờ mình nhắc nha, nhưng này nghe cả nhà. Đây là bắt đầu mình nhắc. Mình làm mình ăn là nhưng cho nó bự nha nhà. Bánh cho nó bự cho nó ngon nha. Đó. Còn mình làm bán thì nó liều lận, cái này mình làm mình ăn nha. Đó. Hôm nay bự. Cho đã mà. Cục nhân chất vừa, lượng. Vừa nhà của mình nè nghe cả nhà. Về nhà làm thoải mái luôn. Ồ, cục nhân này ăn vô. Ăn cục nhân là một cái bánh một là no nè. Dạo này thì dừa khá là nhiều quá cả nhà, cho nên là dầu dừa nó sẽ giảm theo giá dừa nha cả nhà. À, cả nhà ai muốn mua dầu dừa thì liên hệ số điện thoại mình sẽ giao tận nơi luôn nha cả nhà. Vô dầu dừa đi con, vô keo đi. Dầu dừa nguyên chất 100%, không có rước, không có gì chống à. Ép trực tiếp là nước cốt dừa ép ra. Dừa thủ công mà của mình làm là chứ mình không có bỏ nước vô, mình dắt nha cả nhà. Này là mình ép từ trong cái nước cốt dừa, từ trong cái thịt của trái dừa luôn. Không có bỏ nước, không đổ nước gì vô để dắt hết trơn á. Nước cốt của nó ra nguyên si đó. Là chất, nguyên chất 100% luôn. Cho nên là mười mấy hai chục trái dừa thì mới ra được có một lít dầu dừa thôi nha cả nhà, là không pha gì hết nha. Là mắm nha cả nhà, mắm của mẹ mới dở thêm mắm sặc với mắm chốt nha cả nhà. Mắm chốt, mắm gô, mắm sặc đầy đủ. Mắm gô mới dở thêm ra mắm mắm sặc với mắm gô. Rồi cả nhà nào mà cả nhà hồi trước có một số khách hỏi mắm sặc với mắm gô mà hồi lúc là mắm gô hết. Bây giờ thì mắm gô có lại nha cả nhà. Chốt luôn. Có đầy đủ. Có chốt luôn nha cả nhà. À, ai ăn thì liên hệ đặt hàng nha cả nhà nha. Cá lóc, cá gô, cá chốt, cá sặc đầy đủ hết. Mắm ruột. Đó. Mẹ mới dở mắm ra thêm nha cả nhà. Quá ngon. Cho nên là giờ có đầy đủ tất cả các loại luôn nha cả nhà. Đây là mắm Thái Lan nha cả nhà. À, mắm Thái Lan được nhập khẩu từ Thái Lan nha. À, có một số người á, người ta sẽ không ăn được mắm nêm với mắm tôm tại vì nó hơi nồng, thì cả nhà có thể mình ăn thử mắm Thái này nha. Mắm Thái này nó sẽ bớt nồng hơn, dễ ăn hơn.
rồi mình trộn gỏi đu đủ Thái Lan, gỏi ba khía, mình hoặc là mình pha làm nước chấm để mình chấm gỏi cuốn cũng rất là ngon nha. Rồi, hiện tại gia đình nhà Hí là có kinh doanh thêm mặt hàng mắm Thái Lan, ngoài ra thì còn có mặt ong gừng, mắm cá truyền thống miền Tây với cái gì nữa mẹ? Dầu dừa, mật ong, mắm Thái Lan, các loại mắm, mắm ruột. Hiện tại là gia đình nhà Hí là có kinh doanh một số mặt hàng như sau: làm dầu dừa thủ công, mắm cá truyền thống, mắm Thái Lan, ong gừng luôn nha cả nhà. Đó, giờ mình nhồi nè. À, nhưng mình dắt rồi đó, bây giờ nhồi bột. Mình nhồi về để đây cho nó bung bột, lát rồi mình mới gói. Cho bột ra rồi hay là mình... Ủa bột khô dữ vậy? Không khô đâu. Cái này như là con làm chè xanh nước mà. Vừa tay à. Rồi giờ xong rồi đó nha cả nhà. Mình để cho bột nó nghỉ hơi đi rồi bắt đầu quay lên gói nha. Rồi xong. Bột này giống bột làm chèo á. Cũng là bột nếp á. Mình chỉ khác là mình có nhân dừa thôi. Còn kia mình làm nhân đậu ha. Không mấy mốt mình làm chè cho nước nhân dừa luôn đi mà. Mình làm nhân đậu uống là nhân ngọt không mà. Bên này mình làm nhân dừa không làm nhân ngọt phải không? Nhân ngọt là đậu không phải không? Làm bánh bánh quy là nhân này nè. Không, mà bánh ít này nè có nhân ngọt không phải không? Bánh ít nhân ngọt. Nhân đậu luôn đó. Nhân đậu với chè cho nước luôn. Mẹ mấy mốt mình làm chè cho nước nhân đậu thứ. Ôi lộn, nhân dừa thứ rồi mà. Được. Ủa, bánh chè cho nước có nhân dừa nữa không? Ừ, giống vậy nè, mình đem đi luộc. Nhưng mà vậy chắc nó ngọt lắm. Nó ngọt lắm. Tại vì mình đánh nước đường rồi. Ăn không nổi hả gái? Chứ sao mẹ làm bánh ít á, mẹ làm lá có màu vô, với mẹ làm thêm phê môn nữa, công thức giống vậy nhưng mà làm bánh ít. Muốn làm màu, mẹ làm màu, mà màu của mẹ chồng nha. Màu lá cẩm á. Màu lá cẩm, màu lá dứa, mẹ chồng mẹ làm. Rồi muốn thì
qua đầu bếp mà cũng có luôn. Mình làm hột dành dành, muốn màu nào có màu nấy. Mình làm 5 màu luôn, mình ít 5 màu. Mà cái đỏ, cái gót đó, là củ dền. Đó mình ơn mình làm, mình làm gì đó, mình bóc vậy đó. Giống như thơ bột. Khi con gót con để cái lá gì nè, nó xéo nó đẹp. Vuốt. Vuốt. Rồi bắt đầu con cắt nha. Để xéo vô. Để xéo lại. Vuốt. Bóp vô. Để đầu nhét nha. Và con nhét vô đây nè, đợi nữa. Cái bánh không có bung nè. Rồi xong một cái. Cái bánh đẹp không? Đó. Rồi bây giờ nè, bắt đầu nè, bẻ gì nghe con, nè, mẹ dạy con làm nữa, con biết làm, anh vô, đó, nè, rồi con cắt. Anh vô giống cái quặng vậy không à? À, mà con bẻ cái góc vô nha, để nó không có chảy nè, đó, cắt là đều ra, trở đẹp vậy nè ha, đây, rồi con lăn bột, lăn, bỏ vô, đó. Rồi bẻ góc nghe con, mẹ coi bẻ góc nè mọi, mẹ dạy nè, nè, đó, bẻ qua nha. Mình bẻ ra vậy nè. Đó, là cái bánh nó không có chảy bột. Rồi đây mẹ mới làm cái này cho con cay nữa. Thí dụ con muốn bẻ vô, mẹ cho con bẻ vô luôn. Bẻ vô làm gì nè. Nè. Bẻ vô nè nha. Nè. Bẻ vô gì nha. Đây nếu cái này mẹ dạy con làm nha, bẻ qua. Bẻ lại. Bẻ qua. Đó. Bốn góc. Này, mẹ con thử áo ngoài xong quên mất tiêu mà lâu quá không quên. Đừng có áo ngoài chứ. Bóp cái góc nó để đừng đừng sống nằm xuống. Đừng nào. Đừng sống lưng á. Nè. Ờ để nằm xuống. Gì hả? Ê. Gì hả? Chặn ngay tay đây. Ừ, rồi mẹ. Lâu giữ mấy gói lại trời, mấy chục năm rồi. Không gói lâu quá là không biết gói luôn á. Lâu lắm luôn á. Trời ơi mẹ là hồi rận gái nó già sao mẹ không quên nè con. Gói là tính ra là cũng lâu lắm rồi đó, quay lại gói. Con nghĩ đi mẹ đủ nghề chơi nè. Quay lại ngày mai, ngày giá, ngày buôn, ngày bán thì mẹ không quên. Có ai muốn ăn bánh ít liên hệ mẹ là gói. À, ngày gì mẹ cũng làm được chơi mẹ không quên. Bây giờ già rồi má hết nổi rồi đó con. Gói gì ông trời. Lâu quá không quên mất tiêu rồi. Rồi mình cắt hả mẹ? Gì làm gì thế ghê cái bánh vậy? Đây cả. Vậy phải không? Ừ. Xếp không đúng hả? Gách rồi, cái mỏ gách rồi kìa. Gách rồi. Xong luôn, mất cái lá. Xong. Sao nó trơn quá vậy? Dầu quá dầu rồi. Đi nè, mẹ dạy cho con làm nè, để cái sống nằm xuống nè. Con canh nè, ha. Để nhẹ xuống. Để nhẹ xuống, chặn cái tay đây, chặn tay đây, chặn đây. Thì dính. Nè. Một cái, hai cái. 3 cái, 4 cái hả? Ừ. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, vậy là 4 cái. Ừ. Đây. Vậy là bẻ 4 cái, gấp vô 4 cái. Nãy con đi có 3 cái à. Bẻ bung có bự quá, sao con gói cái bánh vô được. À. Sao có anh bẻ hai qua lại nhét vô. Con bẻ vô con dòm. Ừ. Ừ. Đây, nhét vô. Cái đầu đây nha. Ừ. Cái nhét vô. Nhét vô cho nó đừng có bung ra. Ừ, đừng có bung ra. Lá này hơi giòn. Lá này hơi cứng thôi. Ừ. Con làm nhẹ nhàng vậy nè, đây nè. Cái này làm là lá chứa hột, cái này lá chứa hột nè. Con vuốt là cái bờ cái lá chuối nó mềm, con phanh vô nó dễ nè. Mẹ gói lá nào đi trên con mới vô rồi con tét của mẹ cho mẹ gói nó dài. Không có hư cái nào của mẹ hết trơn. Nè con cái nè con gói đi. Bẻ đầu vô. Bẻ gì hả? Ừ, bẻ lên. Vuốt hai bên.
xíu luôn. Mẹ con nhét nó không cắt có nhiều. Sao không nhét vô được vậy? Tại mình cắt nó hơi phạm đó. Giờ nhét không có vô mình đè đại. Ngồi vậy rồi hấp nó bung ra sao? Mình đè xuống nó bung không mà. Nó gớt không? Chứ không gớt nữa. Sao? Giống như con cắt hơi ấy quá, giờ con nhét không có vừa. Nhỏ quá hả? Ừ, nó nhỏ quá không vô. Tại chị gán nhét nó đi. Gán nhét nó đi rồi đè nó xuống cho nó dính. Thôi bánh hồn nó nhỏ quá vậy mà. Đây. Bánh con vô là thấy mini nhé. Vậy là nó cũng đưa gớt đâu, nó đứng rồi được rồi. Cái lá nó cứng mẹ nhét nhiều khi nó không có vô á. Sao không vô? Nó giờ được một hơn phân nửa sửng rồi. Mười cái. Cả rồi. Bánh nếp mình hấp khoảng bao lâu chín rồi? Dạ 2 tiếng à. 2 tiếng lận hả? Ừ. Lâu dữ vậy. Nó giờ bắt đầu mình hấp đó. Bánh chín đây nha, giờ mình cắt ra. Đây cái nhà ơi, bánh quá ngon rồi nè cái nhà ơi. Nóng hổi thịt ngon. Trời, cái này không hết rồi. Còn cái đó mẹ lột ăn nuôi mẹ ơi. Mình lột mình ăn rồi nha. Cái nào có gì hết trơn nè. Cái nào nó cũng nóng không ngon á. Rồi, có nữa đó. Giờ ăn giờ thổi. Giờ nóng giờ thổi. Nóng quá cả nhà ơi. Nóng quá cả nhà ơi, lá chuối tươi. Giờ đó mấy cái đó đi. Đẹp nha, cái bánh thịt đẹp chốc lóc không cả nhà. Cái bánh nướng cái thịt đẹp phải không? Đó cả nhà. Cái nhân à, nhân bự thật ngon không? Cục nhân quá trời bự luôn. Nhân bự lắm. Nếp có chút xíu. Nhân nhiều nó ngon. Quá ngon. Muốn nhân nào. Ăn cái bánh này no à, nghĩ ăn cơm luôn à. Nó mềm ngon chứ. Mình xin cảm ơn cả nhà. Thì video này các xem cái nít của mình. Mình rất là cảm ơn cả nhà nha. Rồi mình vào có bán mắm và các loại mắm. Sặc gô chốt, lóc thì có hết, thì cá mắm ruột và cá mắm nêm Thái. Về cả nhà là xem video này kia cần thì ủng hộ cho mình. Rồi cho mình xin một like, mình rất là cảm ơn. Rồi bye bye.